Điện thoại Vivo X70 Pro tự hào là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2022. AFC Asian Qualifiers Road to Qatar trọn vẹn trên FPT Play và truyền hình FPT. Bóng của Quang Hải, đội phản công dành cho các cầu thủ Việt Nam, đó là Tiến Linh, không được, hơi chậm mất rồi. Những năm trước thường là cầu thủ có cao thì vụ về, bây giờ rất khác rồi. Quang Hải, và sang ra là Tiến Linh, không được, rất nhanh.
trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.